Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Shin kinh dị đã quay trở lại rồi đây. Người nhân bản luôn là một thế lực đáng sợ trong những truyền thuyết đô thị. Một kẻ giống hệt ta, luôn có mưu bắt cóc và thay thế người thật. Masao đã gặp phải tình huống tương tự như vậy. Cậu ấy sẽ làm gì để bảo vệ bản thân đây? Cùng đón xem trong video ngày hôm nay nhé. Bên cạnh đó, Jin Musae bắt đầu học lái xe ô tô. Và nhà Shin có chuyến đi đến công viên trà xanh vô cùng vui nhộn đấy. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Tập phim Jin Musae tập lái xe. Jin Musae đến nhà Shin và mang theo một lời đề nghị khá ngược đời, nhờ mẹ Misae trả tiền cho Jin đi học lái xe. Không có đâu, nhà Shin hôm qua bị trộm lấy hết sạch tiền rồi. Jin biết thừa chị gái cất nhiều quỹ đen lắm, đến Shin còn chẳng biết cơ. Chuyện là như này, Jin Musae cháy túi, mắc nợ, vậy mà vẫn mượn tiền của bà ngoại để mua máy ảnh mới. Và để di chuyển đến chỗ chụp ảnh, Jin phải dùng xe ô tô, mà ô tô thì phải có giấy phép lái xe. Với lại gì mà có giấy phép thì quá lợi cho mẹ Misae rồi. Ví dụ những hôm trời mưa, mấy mẹ con đi siêu thị quên mang ngô, Jin Musae sẽ lái xe đến đón nè. Nếu như vậy chưa đủ thuyết phục thì đến ví dụ số 2 nhá. Những lúc cả nhà đi chơi, bố nổi hứng làm vài ngụm bia, mẹ cũng thèm uống nhưng có cồn thì không được lái xe. Lúc đó, Jin Musae sẽ là cứu tinh cho cả nhà, tuyệt vời chưa? Thôi đi con sâu rượu ạ, em mà không uống thì chị bé bằng con kiến. Mẹ đồng ý cho Jin mượn tiền nhưng phải viết giấy cam kết. Còn ý kiến nữa là mẹ thôi luôn đấy. Đến trường dạy lái xe chuột gặm nhấm, ở đây có không gian vô cùng rộng rãi. Bước vào trong, một anh nhân viên đẹp trai ra tiếp đón khiến mẹ Misae và Himawari đổ ngay lập tức. Sao gì không nhắc trước để mẹ mặc đồ đẹp chứ? Nhìn bảng tên, Jin Musae biết anh này có tên là Kuruma Yudan Kichi, mà Kuruma có nghĩa là xe hơi, tên hợp với nghề quá nhỉ. Thấy cửa hàng phía trước có bán ô tô đồ chơi, Shin thích lắm, đòi mẹ mua cho bằng được. Có trai đẹp bên cạnh, mẹ phải thể hiện mình là mẫu hậu tuyệt vời nên đành mua cho thằng nhóc. Bỗng Shin phát hiện một dàn máy rất lạ, máy chơi game hả? Đây là máy mô phỏng lái xe, giờ cũng rảnh nên anh nhân viên cho mọi người chơi thử. Hai chị em nhà kia nhập tâm ghê, chửi cả người đi đường với mấy tên vượt đèn đỏ. Bây giờ dì phải học lý thuyết nên mấy mẹ con sẽ về nhà trước. Shin thấy chị gái xinh nên chạy theo, sau đó tìm đến chỗ chơi cho trẻ em. Mẹ đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy thằng con đâu. À, cái mông quen thuộc đây rồi. Vừa kéo Shin ra thì đúng lúc dì Musae được thực hành. Dì căng thẳng lắm, nhầm chân ga thành chân phanh luôn. Khi nhấn lại thì phóng vèo một cái. Tí thì hẹo, tưởng dì bị mắng, mẹ lập tức chạy đến hét lên. Em tôi mới tập lần đầu, đừng có nặng lời như vậy chứ. Ủa, thế có mắng thì mắng nào đâu. Chán mẹ Misae quá cơ, dì còn mặt mũi nào mà đến đây học nữa chứ. Tập phim Gacha Gacha biến hình người. Chào mừng với sự trở lại của thầy hiệu trưởng, người dẫn chuyện của series Truyền thuyết đô thị Kazukabe. Thầy đang chơi gacha gacha, xoay núm và thu thập các quả bóng có chứa mô hình bên trong. Nếu một ngày bạn xoay rất nhiều nhưng đều ra một mô hình giống nhau, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Hãy xem câu chuyện dưới đây nhé! Một ngày hè nóng nực, Masao chơi máy gacha bên đường, nhưng lại xoay được mô hình người chó Inuda giống mọi lần. Cậu buồn lắm, kiểu gì cũng bị mẹ mắng vì phung phí tiền cho coi. Chợt Masao chú ý đến cái thùng rác bên cạnh. Cậu nhanh tay ném mô hình vào đó để phi tang, rồi chạy một mạch về nhà. Ánh mắt của Inuda giống như đang cảnh báo tai họa sắp ập tới. Đột nhiên một bàn tay trỗi dậy, sau đó là chân và một cái đầu gương mặt xám xịt. Một lát sau, đội phòng vệ ra công viên chơi, thấy Shin nghịch mô hình Inuda nhưng nó không đúng chiêu thức của nhân vật này nên Kazama phải chấn chỉnh lại. Ủa, Kazama biết rõ thế, cậu cũng xem màn hình trẻ con à? Đây là bộ sưu tập quái nhân trong Action Kamen của Masao. Masao rất tự hào khi thấy các bạn thích thú như vậy. Tuy nhiên, cậu ấy chưa thu thập đủ bộ. Bên trong hộp đồ chơi của Masao còn khá nhiều mô hình trùng lặp, đặc biệt là người chó Inuda, nó cứ xuất hiện hoài nên Masao không thích cho lắm. Shin nghĩ ra một cách, cậu lắp các bộ phận của các quái nhân cho nhau, thế là thành mô hình mới rồi. Đột nhiên một ai đó sau lùm cây giở trò, khiến Masao buồn té kinh khủng. Đang giải quyết trong nhà vệ sinh tối tăm, bỗng cánh cửa cọt kẹt mở ra, ở đó có một tên Masao nhân bản. Hắn nói, Masao lại bị trùng nữa rồi. Masao hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng. Cậu hoang mang tới mức không thể mở miệng kể cho các bạn nghe. Sau khi bình tĩnh, cả đám kéo nhau vào hiện trường, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Mọi thứ xung quanh thật quỷ dị. Đột nhiên mắt Shin đỏ lòm, hét lên ma quái. Ôi dồi ôi, sao lại có người đẹp trai giống mình thế nhỉ? Trời ạ, đừng có dọa người yếu tim chứ. Kazama nghĩ, có thể Masao nhìn thấy mình trong gương, rồi tưởng tượng quá thôi. Khi quay trở lại, mọi người phát hiện tất cả chó Inuda đã biến mất. May là bộ sưu tập của Masao vẫn còn. Cả đám chia nhau ra tìm đến xế chiều. Masao kêu các bạn mau về kẻo tối. Với lại Inuda bị trùng nhiều lắm rồi, nhưng cậu không cần chúng nữa đâu. Đột nhiên một quả bóng lăn đến.
tên ma sao nhân bản chui ra rồi chụp vào đầu ma sao. Đúng lúc Shin nhìn thấy cục đá hình mông nên nhảy tới, xô ngã ma sao nhân bản, còn ma sao thật đã bị nhốt trong quả cầu. Quá hốt hoảng, Shin ném thẳng vào cái cây, đầu cốc nằm đã được giải cứu. Tên nhân bản kia xoay người 180 độ, giơ hai tay như zombie, gọi tất cả 500 anh em tụ họp lại. Cả công viên đã bị bọn chúng bao vây, thêm cả mấy tên có hình thù rất kỳ quái. Đúng rồi, chúng chính là mô hình người chó Inuda mà Shin nghịch ban nãy. Bất ngờ ma sao bị kéo xuống, Shin túm lấy cặp sách, vô tình một quả cầu rơi ra và thu phục người mô hình. Hóa ra đó là cách hạ bọn chúng, giống Pokemon thế nhỉ? Cả đám nhanh tay lấy bóng ra tác chiến. Ô kìa, ma sao thật ở đây Shin ơi! Quân địch quá đông, chúng ta không thể cầm cự lâu hơn. Chợt bó phát hiện ở phía xa là máy bán gacha, nó cứ liên tục sản xuất như vậy thì không ổn. Anh hùng thường xuất hiện lúc nguy cấp, siêu nhân người bóng Shinosuke đã có mặt. Cậu mở đường cho Kazama và bò chạy đến cái máy, cố hết sức giữ cái núm nhưng không thành, lại còn bị đám ma sao kia nhét vào quả cầu. Ma sao đã hết đường chạy trốn, cậu bị chúng tóm lấy. Đến đây, ma sao đã nhận ra lỗi sai của mình, cậu hứa sẽ không vứt bỏ những mô hình bị trùng lập nữa. Lời xin lỗi của ma sao đã hiệu nghiệm, công viên được yên bình trở lại. Cùng lúc ấy, Nene cũng đang chơi máy gacha, vẫn là mô hình trùng lập đó, Nene vô tình ném thẳng vào sọt rác. Và thế là, cơn ác mộng chuẩn bị đến với Nene rồi đấy. Tập phim đi công viên trà xanh. Hôm nay cả nhà Nohara đến công viên trà xanh. Chị nhân viên xinh đẹp quá, làm Shin xao xuyến hết cả người. Đúng như tên gọi của nó, nhìn đâu đâu cũng thấy màu xanh của lá trà. Lại còn có rất nhiều trò chơi thú vị. Bỗng một ông chú có bộ ria mép đặc biệt bước đến, làm Shin cứ tưởng người châu chấu. Không phải đâu, đây là hướng dẫn viên của công viên. Bây giờ chú sẽ dẫn cả nhà đến khu hái trà, nơi thu hút đông khách nhất. Trên khoảng đồi rộng lớn, cánh đồng trà mới xanh tốt làm sao. Trước khi trải nghiệm hái trà, mời quý khách cùng thay đồ ạ. Đây, trong nhà mình giống nông dân thực thụ chưa? Shin quyết tâm sẽ hái thật nhiều để bố uống thay bia luôn. Ông chú cầm cái rổ ra, bắt đầu hướng dẫn mọi người. Phải lựa những lá trà non mơn mởn, nhẹ nhàng ngắt nó rồi bỏ vô. Đấy, cả nhà cứ hái thoải mái nhá. Được một lúc bố bắt đầu than thở đau lưng. Công nhận làm nông dân cũng khổ ghê, đổi lại nhà mình hái cũng được kha khá. Bố mẹ ơi, nhìn lông mày của Shin đẹp chưa này? Những lá trà sau khi được chọn lọc sẽ chuyển đến nhà máy để sấy khô và cắt nhỏ. Những cô máy hiện đại ở đây sẽ cho ra những gói trà mà mọi người uống mỗi ngày. Biết trà Nohara sắp ra lò, Shin vui mừng nhảy múa. Để tăng thêm phần thú vị cho chuyến đi này, ông chú rủ cả nhà tham gia một cuộc thi. Các loại trà sẽ được mang ra, mọi người phải đoán đúng chỉ dựa vào màu sắc và mùi hương. Bố thấy nghi quá, sao chẳng có khán giả nào thế? Ông chú giật mình, lấp liếm bằng cách nói ra giá trị giải thưởng là một năm uống trà hảo hạng free. Ôi rồi ôi, cái gì miễn phí là mẹ Mise thích hết. Thế là thành công dụ cái gia đình ham hố này rồi. Ông chú hô gào khàn cả cổ, mà khán giả chẳng cổ vũ nhiệt tình gì, chỉ có vài ba tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Xin chào mừng ba thí sinh của ngày hôm nay. Ông cụ ở giữa nhìn hai đối thủ bằng con mắt khinh thường, trông họ như bánh xe xịt lốp vậy. Với kinh nghiệm nếm qua rất nhiều loại trà, ông chắc chắn phần thưởng sẽ thuộc về mình. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Vòng 1, các thí sinh nếm trà trong cốc và đoán xem nó thuộc loại nào trong những loại ở trên bàn. Ông lão và chị gái rất nhanh chọn số 5. Shin đang ngơ ngác thì chú ý đến chị gái, cậu liền nhảy lên bàn số 5. Đáp án đúng là số 5, nhưng hóa ra Shin chỉ định bỏ kính để ngắm nhan sắc xinh đẹp của chị thôi. Mẹ đành phải cho ăn một đấm vậy. Vòng số 2, đây là trà hảo hạng và trà bình dân. Hãy uống 2 cốc A và B rồi đoán đâu là hảo hạng nhé. Ông lão chọn B, chị gái chọn A, còn Shin thì cậu ta nhắm mắt suy ngẫm. Đúng là phong thái của một chuyên gia, không thể xem thường thằng nhóc này được. Ơ kìa, sao lại ngủ gật thế? Vô tình cốc A rơi xuống, chỉ còn lại cốc B. Vâng, B chính là đáp án đúng, chị gái bị loại. Vòng cuối cùng đã đến, trên bàn có rất nhiều trà, nhưng mỗi người chỉ có một lượt để chọn ra chén trà hảo hạng mà thôi. Cái này không phải là khó, mà là chơi đều thì đúng hơn. Làm sao mà lấy giải thưởng của ta dễ dàng vậy chứ? Phí thời gian ghê, biết thế không tham gia cho rồi. Ông lão phân vân, ngửi đi ngửi lại, cuối cùng vẫn chọn sai. Đến lượt Shin, cậu trèo lên bàn, ngửi một cái rồi nhìn mặt chị trợ lý, chọn một chén và uống luôn. Thế quái nào, nó chính là trà hảo hạng. Ủa, may mắn hắn có bí quyết nào thế? Vậy là Shin đã nhận được phần thưởng, cậu liền rủ mấy chị gái đến nhà mình uống trà luôn. Quá xui cho ông chú nhá. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ lớp học truyện tranh nhé. Shin kinh dị vẫn còn, nên thường xuyên ghé qua lớp mình kẻo bỏ lỡ ha. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!